Một số nghiên cứu khoa học vui đã phát hiện ra rằng những người thỉnh thoảng chửi thề thường là người thông minh. Nó cũng đúng với những người yêu mèo. Dưới đây là một nghiên cứu về các đặc điểm khác có liên quan đến chỉ số thông minh. Hãy thử so sánh chúng với các thói quen hàng ngày của mình. Có thể bạn thông minh hơn bạn nghĩ đấy. Bạn đi rất nhanh. Có mối tương quan trực tiếp giữa mức độ thông minh và tốc độ đi bộ. Tốc độ đi nhanh có ảnh hưởng tích cực đến khả năng nhận thức của con người. Người ta chỉ ra rằng là những người đi bộ nhanh đạt nhiều hơn 16 điểm trong các bài kiểm tra IQ so với những người đi chậm. Thậm chí là có nhiều tin tốt cho những người đi bộ nhanh là họ già đi chậm hơn. Điều này đúng về mặt sinh học trong vấn đề lão hóa. Bạn đi bộ càng nhanh, bộ não của bạn sẽ hoạt động càng lâu. Bạn không thích tắm nước nóng. Não của bạn sẽ hoạt động tốt hơn khi tắm với nước có nhiệt độ tương phản với cơ thể. Sau khi được tắm với những làn nước mát mẻ thì não được thư giãn, hiệu suất làm việc tăng lên và chúng làm cho tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn nữa. Mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực, chỉ 2,5% dân số thế giới mắc chứng rối loạn này, mặc dù thực tế là rối loạn lưỡng cực có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của não, nhưng những người mắc phải lại có mức IQ cao hơn. Ví dụ như là Vincent Van Gogh và Ernest Hemingway là những người mắc hội chứng này nhưng họ là những nhà sáng tạo vĩ đại trẻ em bị dối loạn lưỡng cực có quan tâm đến âm nhạc nghệ thuật hay ngoại ngữ thường sẽ cho kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này bạn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác trí thông minh không chỉ được xác định bởi mức iq cao mà trí tuệ cảm xúc eq cũng rất quan trọng nếu như bạn có trí thông minh cảm xúc tốt nó sẽ giúp đối phó căng thẳng tốt hơn và hiểu người khác mà không cần phải nói chuyện với họ Tuy nhiên thì EQ cao cũng có tác động tiêu cực. Bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác và có xu hướng phản ứng rất mạnh với sự tức giận của ai đó. Sự vô ý của mọi người làm cho bạn phát điên. Những người có trí tuệ cảm xúc tốt đôi khi lại gặp phải những khó khăn với những âm thanh nhỏ như là tiếng thở, tiếng bẻ khớp, tiếng bấm đầu bút bi. Họ phản ứng rất tiêu cực khi nghe những âm thanh này. Thái độ này trong khoa học được gọi là misophonia và nó là một loại rối loạn tâm lý đối với những người có EQ cao. Bạn không thích nhắn tin? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng sử dụng tin nhắn văn bản và email có thể hạ thấp mức EQ ít nhất là 10 điểm. Những người có thói quen hay nhắn tin khó tập trung bên cạnh đó nhắn tin quá nhiều còn có một hậu quả tiêu cực khác đó là khả năng đọc viết giảm và vốn từ vựng bị thu hẹp vì tất cả các thiết bị hiện đại đều có chức năng tự động điều đó có nghĩa là chúng ta không cần sử dụng bộ nhớ để nhớ đúng chính tả bạn thích ăn sô cô la sô cô la làm từ hạt ca cao thực sự không chỉ cải thiện tâm trạng của một người và hỗ trợ hoạt động lành mạnh của hệ thống tim mạch Sô cô la tự nhiên cũng có thể có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ xử lý thông tin, nó cải thiện trí nhớ và giúp chúng ta chú ý hơn. Ăn sô cô la cũng làm chậm lão hóa não và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ khi về già. Tuy nhiên phải đảm bảo ăn với lượng vừa phải và ít đường. Bạn cảm thấy như không ai thích bạn. Một người có xu hướng gắn kết với bạn bè có chỉ số IQ tương đồng với nhau, khi đó họ dễ dàng giao tiếp và bình đẳng với nhau hơn. Sự khác biệt về chỉ số IQ chỉ nên chênh lệch ở mức 15 điểm. Mức độ thông minh trung bình là khoảng 100 điểm, chiếm khoảng 85% dân số. Hãy thử làm bài kiểm tra IQ, nếu kết quả của bạn vượt quá 115 điểm thì rõ ràng tại sao hầu hết mọi người không hiểu bạn và tại sao bạn khó giao tiếp với họ. Bạn liên tục nghĩ về những điều khó khăn những người thông minh không thể dừng quá trình suy nghĩ của họ và họ thực sự muốn có câu trả lời cho những điều mà họ thắc mắc. Không giống như những người có mức IQ trung bình, những người thông minh hơn lo lắng về mọi thứ nhiều hơn, bao gồm cả tương lai của chính họ và tương lai của hành tinh. Khi mà những người khác quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề cơ bản hàng ngày, bạn đã làm bài test bên trên chưa? Bạn có phải là người thông minh? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn xuống bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe, ấn đăng ký chuông để nhận được thông báo mới nhất về những video thú vị khác nữa nha.